Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái mảnh đất mà cũng đã được rất là nhiều người hỏi, là cái mảnh đất tôi muốn bán là 450 triệu. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị cái mảnh đất đó để cho quý vị thấy được rằng là cái mảnh đất đó nó có thực sự là cái giá tiền như vậy hay không. Đúng không ạ? Chỉ có 450 triệu chúng ta được một cái lô đất nó rất là đẹp ở chỗ tái định cư của Thiên Lộc. Cũng xin chia sẻ với quý vị là mảnh đất này là mảnh đất duy nhất mà tại sao lại có cái giá rẻ đến như vậy. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị là với những cái mảnh đất bên cạnh thì người ta bán 550 đến 600, mà tại sao cái mảnh đất đấy lại rẻ hơn. Thì tôi cũng chia sẻ cho quý vị là tôi mua của cái gia chủ, người ta được đền bù 3 cái suất đất ở đấy. Thế cho nên là cái suất đất của người ta thì người ta chỉ việc đóng tiền vào và người ta sẽ lấy được sổ, đúng không ạ? Thế nhưng mà gia chủ của người ta khi mà được đền bù thế nhưng mà vẫn phải đóng tiền vào đấy, thì cái suất đất đấy người ta không đủ tiền người ta đóng, thì người ta đã phải bán và người ta ăn cái chênh lệch của cái mảnh đất đó. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị thì duy nhất có một cái mảnh đất đó là cái mảnh đất mà tôi đã mua được. Cho nên là tôi mua được giá rẻ thì tôi lại bán giá rẻ. Đó là điều đương nhiên, nó là quy luật. Đúng không ạ? Còn quý vị mua được cái giá nó đắt thì quý vị bắt buộc quý vị phải bán đắt. Đây là cái khu Thiên Lộc, quý vị thấy được nhà cửa người ta xây hết rồi. Đấy. Ở đây thì nhà cửa người ta xây dựng hoàn toàn rồi, được phép xây dựng, bởi vì cái khu này là khu bên ngoài. Và theo như thông báo thì đến tháng 4 này là có bìa. Đấy. Đây nhà bạn mình đây, xây đây, to vật vã đây, quý vị thấy không ạ? Đó là cái giá trị thực tế. Còn nhiều người bảo là ui chưa có bìa thì mua làm gì, đúng không ạ? Chưa có bìa thì mua làm gì. Đây là một cái ngã ba, đây là một cái nhà văn hóa của tổ dân phố Ứng này. Và cái mảnh đất đó là cái mảnh đất của tôi đây. Bên cạnh cái mảnh đất đó người ta đã xây nhà rồi. Đây, mảnh đất đó là mảnh đất này. Quý vị thấy không ạ? Giáp lai với cái nhà này. Chỗ đống củi ấy kìa. Quý vị thấy không ạ? Mặt tiền là 5 mét và sâu là 20 mét. Tổng của nó 100 mét. Đúng ở chỗ đầu ngã ba này luôn. Quý vị thấy không ạ? Đây là ngã ba. Đấy. Đây, mảnh đất đó đây. Hiện nay thì mảnh đất này nó chưa có sổ. Thế nhưng mà đây, nhà người ta xây được phép xây đây quý vị nhá. Đấy. Đấy là cái thực tế. Đây ra cái ngã ba này đây. Quý vị nhìn đây. Đường nó đang làm thông ra bên ngoài. Rất là đẹp luôn. Cho nên là nhiều người bảo là đây. Đằng sau cái ngã ba này là một cái ngã tư. Đấy. Đằng sau ngã ba là một cái ngã tư đây, quý vị thấy không ạ? Hành lang hành nước người ta làm rất là ok rồi. Đấy, đúng ngã ba luôn. Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị lắm được. Nhiều người cứ bảo là chưa có sổ thì mua làm gì, đúng ạ? Chúng tôi thì cứ giá rẻ là chúng tôi bốc hết. Quan trọng là gì ạ? Là nó không có phạm pháp, không có bất cứ tranh chấp gì, là mua được bình thường. Đây quý vị, nếu muốn mua những cái mảnh đây, ví dụ như ở đây thì giá của nó 550 600. Đấy. Đây những cái mảnh đây này. Cho nên là cái mảnh này là cái mảnh mà hướng của nó là hướng hướng đông, hướng mặt trời mọc rất là đẹp luôn. Đấy. Ra đây là một ngã ba. Cho nên là chia sẻ để cho quý vị lắm được là cái lý do tại sao ấy mà nhiều người cứ nghĩ không nên đầu tư. Không nên đầu tư là đó là chúng ta tùy theo từng chỗ thôi, đúng không ạ? Hoặc là nó đắt quá thì chúng ta cũng không nên đầu tư thật. Thế nhưng mà giá nó so với thị trường nó rất là rẻ, nó rẻ được cả 100 triệu. Lý do gì mà không đầu tư ạ? Người ta chờ được, mình cũng chờ được. Mà trong khi đó là gì ạ? Là giá mình mua được rẻ hơn người ta. Đó là cái điều rất là quan trọng.
Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị nắm được thì chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ để cho quý vị thấy được cái giá trị của